Xin kính chào toàn thể các bác. Để tiếp tục em giới thiệu thêm với các bác là cái dòng củ loa Chess BNC 750 từ thường. Dòng này thì không có tem QC pass, nhưng có một cái điểm đặc biệt đó là nó có cái côn loa sử dụng trong củ loa này, đó là côn dây dẹp các bác nhá, côn dây dẹp cao cấp luôn. Đây là một dòng củ loa mà em thấy là khá là hay, và giá của nó cũng chỉ ngang với củ loa trước em có bán là củ BNC mà có tem QC pass. Đấy. Xung quanh củ loa thì nó không có một cái tem nào cả. Hàng này hàng Âu em. Và đây là cái côn loa của nó. Anh em vừa tháo ra. Đây của nó là côn sử dụng là côn dây đồng. Đấy, nhưng mà dẹt. Các bác nhìn màu dây nó thâm xịt lại này. Đấy. Màng của nó là màng màu xanh, chứ không phải là cái loại màng 7 màu như hôm trước. Nó có gọi là một số điểm các bác nhìn qua ánh sáng nó không đầy đủ lắm thì gọi là 7 màu. Con này là côn dây dẹt, dây đồng dẹt. Và đây là cái mâm côn của nó. Con này thì nó sẽ có cái điểm đặc biệt đó là cái vòng côn đệm đây. Nó sẽ dày 1.2. Đấy. Khi các bác nắp củ loa vào thì nó sẽ được kê lên luôn và nó không vướng vào cơ mà. Nếu như cái vòng đệm mà có gần 1 mm thôi thì nó sẽ chạm vào cái nắp nhựa này đây. Chạm vào cái mâm nhựa này. Đấy, nó không ra được tiếng sắc nét. Và khi màng loa nó kêu thì nghe tiếng nó sẽ toạc toạc. Còn đây là cái côn loa. Đấy. Các bác để côn mà gọi là côn dây dẹt nha các bác nhìn này. Nó sẽ có một cái điểm chấm hẳn ở cực trên. Bên âm là cực trên. Tên đỏ bên đen là cực trên này, còn bên đỏ là cực nó là nằm dưới. Thì là dây dẹt. Còn nếu mà dây tròn của nó thì nó sẽ hai bên nó đều là ở phía trên. Nếu như các bác nhìn này nó sẽ phía trên. Đấy, nếu như dây tròn thì nó sẽ là đều là ở phía trên. Còn đây các bác nhìn vết keo này. Keo của nhà máy họ hàn họ chấm vào. Đấy. Để khi đánh công suất lớn thì nó sẽ không bị bong ra. Với một cặp cụ này thì bên em đang bán với mức giá là 1.650.000 một cặp, bao ship cho các bác. Đây là cụ neo, cụ tư thường, hay còn gọi là cụ DE82N, DE82TN. Đấy. Còn nếu như cụ này mà ở kia cối bên trong, cối này nó sẽ bằng nhôm và màng của nó màu trắng, gọi là bằng nhựa ấy, thì nó sẽ đắt hơn. Cố nhôm nó sẽ đắt hơn này, bằng nhựa này, dây dẹt nó cũng sẽ đắt hơn. Nhưng mà cái chi phí để sản xuất lên cái màng này nó sẽ đắt hơn. Đấy, nhưng mà nếu mà như combo kia thì nó sẽ đắt hơn. Như cặp này em bán là 1.650.000 một cặp. Giá nó chỉ đắt ngang với cái loại côn dây tròn nhưng có tem QC thôi. Thì các bác nào quan tâm đến củ loa này gọi trực tiếp cho em nhé. 1.650.000 một cặp, bao ship cho các bác. Sắp tới em sẽ có nhiều củ loa chất lượng hơn để phục vụ các bác trong thời gian sắp tới. Đấy. Bên em thì vẫn có những cái dòng củ loa siêu chất như là từ 28Q125, 18TNW3000, từ 22Q100 Hanacon, và có rất nhiều sản phẩm khác nữa để phục vụ các bác. Nhưng sản phẩm sẽ được tuyển chọn và lựa chọn rất là kỹ càng, chứ không theo cái kiểu là số lượng đại trà rồi là đa số các loại, em không làm nhiều như thế. Chỉ thi thoảng có những cái hàng siêu chất lượng, siêu hiếm và hay hạn thì mới quảng cáo, còn những loại vớ vẩn thì em không làm đâu nhá. Đây các bác nhìn này. Cái ốp này của nó bằng kim loại hợp kim nhôm. Đấy, nhưng ốc này lại bằng kim loại có hút nam châm. Đấy. Giá là 1.650.000. Ok, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong video clip lần sau.